Chào mọi người, hôm nay bố mình mới vừa hỗ trợ lương thực xuống quá nhiều quá vậy. Dạ, trời rau. Cái này. Đứa em mình ở đây bốt ha, thì cắt rau trồng nhà, rau sạch quý vị. Rau ngon lành luôn nha. Cái này mới đúng là ngon lành nè. Ăn này là ngon lành, không có sắc xanh là ngon lành. Quá xa rau rồi. Rau trồng nhà không đó quý vị. Rau trồng trên cái vườn nhà mà các bạn nào có xem cái trên cái kênh Ký ức miền Tây sẽ thấy có cái mảnh vườn của bố mình đó, với cái nhà lá đó ha, là trồng rau trên đó thấy quý vị. Rất là nhiều rau vườn, rau vườn không nha. Rau sạch ngon. Mẹ ơi, có được. Thấy chưa, mẹ khổ ghê chưa? Có một trái bích nữa nè. Nuôi con tới lớn, người tới già bốn mấy tuổi cũng còn hỗ trợ lương thực nữa nè. Tại dịch mà. Dịch gà gì cũng đem cho hoài chứ gì. Có đường vườn là phải cho ăn thôi. Không có dịch, không có gà cũng cho hoài đó. Có cái gì còn hoài em? Còn nhiều lắm. Cho một bao đó đó quý vị, với một bọc này nè. Chắc gà chắc nhiều lắm, tại chắc vô bao ém á. Gà nhiều lắm luôn á, ăn biết nào á. Muốn cho bớt luôn. Mía nè. Bố nói ăn không hết thì cho bớt. Cho người nghèo. Bố dặn đi đó. Rau này trồng thì hạn chế phân thuốc đến mức thấp nhất luôn vậy. Rồi, một trái mít. Mít hả? Còn mít cho lấy trái chưa mà có mít ta cho chưa lấy trái mà. Mít không biết của ai. Chém dám lấy trái cho trái ra gai hay gì rồi hay là mít bên lẻ không biết. Nhà có mít ăn mà, mít cái sông đó. À, mấy cái mít cái sông nữa. Hết chưa? Còn cái bọc đó, cái bọc ni lông nó bọc gì dữ thần vậy? Cải với đậu que. Ở đậu đũa. Ở vườn Covid này không cho đói luôn quý vị, còn hỗ trợ xuống dưới đây nữa nè. Đó, cha mẹ với đứa em út đó. Đó, cha chậm chậm kêu để cho anh ăn đi Covid này rồi đem xuống hết rồi lấy gì ăn. Mà cũng gửi hả? Trời ơi, nhiều dữ lắm, trồng mấy lít luôn mà. Đủ thứ rau hết, rau gì cũng có. Ông Linh nói nó minh thiên luôn. Đây là rau để soạn cho mà kỹ lưỡng ghê chưa? Hồi nãy em thấy rau thơm để bỏ vô canh chua nè. Lấy rau này cả chồng, lấy ra xuống chồng. Cầm gì cho nó được. Thôi cầm cái cọng nó xuống. Non lắm, non. Khúc này non dữ dằn non. Đây, dưa leo nè, đậu nè. Cái rau đó nó canh chua lắm. Đèn nét ơi, dưa leo nè Hương ơi. Ăn liền đi, ăn sống liền đi. Dưa này không thân thuốc, rồi gụm luôn. Ngọt lắm. Không môn kìa, phải môn hả? Không biết mình ăn môn. Cải nè. Bố coi clip demo cho chú Năm biết bố biết mình thèm gì demo trước nè. Trời ơi, cười xấu giả mang. Trời ơi nè, hôm nay em xả kia về đi này, sẵn cho luôn. Ừ. Cho gì? Xả thêm kia một đống rồi em đem về trả hình nè. Nè, bầu nữa nè. Cho người nghèo hả, không có cho người giàu cũng đi. Bầu nè. Người nghèo gì trời ơi, người không có ăn thì cho thôi. Chèn. Người giàu có tiền mua. Bà không dám đi mua. Mèn đét ơi, bạc hà nè. Rồi ngày mưa bạc hà ha môn. Ê bạc hà có môn không? Ngày mưa có môn không? Có bạc hà, có ấy, có bạc hà nè, rồi có đậu bắp nè, ngày mưa mua thêm hai trái cà nữa. Cái nấu con mua cá đưa hồng nấu con chua chút nào. Có môn không? Có. Đó. Không biết sao. Rau này là chị Trang phá lắm, chị phá chứ nó rau an toàn. Còn cháo rồi nữa kìa. Rau an toàn mà. Múc cháo rồi cho chồng em đi. Từ đi chồng quá không quá xa luôn rồi, hết biết một đống rau khủng khiếp. Ồ, đây là bạc hà. Ừ, môn bạc hà, cái đó bạc hà mà mấy con môn đậm hơn. Này là bạc hà nè, này môn môn dưới kìa. Rồi đó môn này. Còn lại là môn mà. Còn đó. Lại bạc hà trong đó, mấy con cộng bạc hà trong đó kìa. Rồi môn của anh nè. Môn bây giờ lấy gì sợ. Bỏ lại đi. Môn này tính sao. Rồi mình có môn, có một môn xào ăn rồi. Tôi kính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Chào bà con các ạ. Hôm qua cha Đức Tính có đem xuống một số rau để cấp lương cho gia vợ chồng. Thì một số rau cũng có nhiều cái gì. Thì hôm nay hôm đó hôm qua thì có mấy cái rau nấu canh chua cho nên ngày bà xã mình mới đi mua cá này. Sang nấu miếng canh chua cho chú Năm. Nhiêu ký mà rẻ dữ thần vậy cô? 65 ngàn. Cái dịch lên giá hả?
cá này em làm sao mà trắng nõn luôn à? Cạo rồi rửa gụ. Gụ hoài hả? Cái này cũng rau tầng gì lá thơm quá. Phải, phải rau đó rồi. Con canh chua mà có rau đó không ngon. Mày sẽ ít được ăn lắm. Ít được ăn rau lắm. Với đây em ơi chồng à. Anh lại đằng chú Năm hỏi cái tình hình rau đồ ăn sao. Chú nói hết rồi còn khước các kho hả? Cái nói nấu cho chú canh chua. Cái chú cười, canh chua hả ngon. Chào anh em gào xuống nó thì có cái vườn. Gào vườn không? Nó còn mua cái chậu, cái này nó tự xíu đi, chặt quá. Cái này vườn rồi, làm cho mình cái năm mà. Là nói món cho chú Hoài, chú thích. Nãy là Đặng mới hỏi cây đồ ăn chú sao rồi. Chú nói còn con khứ cái kho hả? Cái nói vậy để nó có chua cho chú. Cái cười vui, thấy cười vui lắm. Hồi vẫn chưa hả, thương không? Chú cười vui. Đó giờ chú ăn khoai hút lắm. Hồi chú đi bán số anh ghé thăm chú nè. Đó ghé thăm thôi chứ không có quay á. Chú ăn mì không à? Thì bán số về bằng mì gói tội nghiệp. Rồi em thấy vậy em mới chạy đi mua cơm cho chú. Mua cơm hộp á. Ở lúc này em rảnh không có đi làm. Ờ, bữa nay đưa anh sắc này không biết có bị chê không nữa. Vừa thôi, sắc chị đừng sắc dài lắm nha. Mỏng hả? Không có, nó ngắn ngắn, đừng có dài lắm, tầm đừng có dài lắm. Sao mình không chiên mà mình thấy mình sắc có gì đó sai sai. Để sắc đại. Làm cho biết chứ. Gì cũng phải nghề mới được. Gì cũng phải chiên nó mới tốt được. Lát nhớ đem cái miếng đồ cái chén này cho chú Năm nha. Ừ, lấy bỏ riêng vô trong cái bọc mà để đồ ăn nó đi. Tôi quên nữa đó, quên rồi chắc luôn. Đồ ăn rồi đó. Bọc này đi hả? Cái bọc, cái bọc nào mình lát mình bỏ đồ ăn vô chắc đi đó. Bọc đó sẵn hả? Bỏ vô sẵn đi. Chở rồi đó hả? Chở chứ, để cho nó thấm đều hết cá đúng không? Cái gà này nè, chắc canh chua có cái mùi của cái gà này nó thích nhất nè. Vậy anh đi ngoài ăn hái riêng đi. Nó còn có ngò ngò nữa hay vậy? Ngò nè, rau ôm nè, rau cần gì đá. Có thêm rớt. Rồi, nồi canh đã xong. Ngon quá. Thấy thèm thôi chứ không biết có ngon không, có ăn đâu ngon. Chú ăn ít đồ ăn lắm, chú ăn một món kho với món canh là mình nấu vậy là chú ăn 2 ngày không à. Ăn không hết. Nghĩa là món canh ăn trong ngày, rồi kho chú ăn sau. Ấy em mới sợ là nấu canh hết chứ ăn không hết nên em sẽ kho thêm món mặn nữa. Mà có ăn món kho chứ có món mặn, món canh. Có món này món kia, chú ngon. Em muốn ăn. Đổi món tại chú rồi đâu có ai nấu cho chú ăn mình gì đâu. Này chú ăn. Cái này là kho mặn nè, cái này chú có thể chấm dưa leo được luôn á. Rồi được rồi đó. Rồi thế là hoàn thành được món kho và món canh chua. Đồ ăn xong rồi đem lại cho chú Năm ăn chưa quý vị. Chào chú. Chú nấu cơm xong chưa? Ủa sáng lại thấy chú mới rửa cái nhà mà sao giờ nó quằn dữ vậy? Quằn sáng chú lấy nước chú bơm vô luôn phải không? Chú cái chân yếu thiệu mà chú rửa vậy chú đi chợ té sao? Bò hả? Chèn đất ơi. Nhưng mốt kêu ông Thanh nó xuống nó rửa. Thanh với ông Dũng. Dũng hôm nay chưa ấy rồi. Bị la á, Phương La á. Đúng rồi, sẽ tòa ăn tiền đó. Rồi từ ấy không ghé rồi. Phương La hả? Phương La. Xuống xin đồ ăn, xin đồ ăn với tiền chú rồi Phương La hả? Phương La. Ai bên mạng đó, mạng đó. Mạng Phương á. Ờ, trên mạng người ta, ta kêu Phương La nó hả? Ừ, tiền vẫn xuống cái cha xuống lên trên tiền rồi chị ta ăn giá nó vậy rồi Phương ghé gầy á. Phương gầy hả? Phương gầy vẫn không xuống nữa. Xuống ghé luôn, nhà ăn ghé luôn. Thì ăn ghé luôn. Thầy nó nói. Thầy nói chú vậy hả? Thầy nói cái Phương gầy từ ấy rồi ông ghé gầy dẫn gầy. Dẫn rồi mới mốt nước lên dở không? Chắc không ở quá, dữ này thì thua rồi đó, chưa ở rồi. Không chưa ở hả? Không chưa ở rồi, tới chừng đó đó nước lên sao ở được. Thì kệ nó đi chứ nó muốn về thì nó về, còn không muốn về ép nó được. Nó không về không lên. Nói qua nó là chú Phương gầy, ông không chịu, ông chịu gì được rồi. Dạ, anh Phương gầy nào chú biết không? Thì bữa lên mạng là uống lục đó nè. Dạ. Tại vì bên kênh của con thì cũng có nhiều người bình luận vô kêu con gầy hay đứa nó ai vụ mà lại lấy đồ ăn với tiền của chú à. Mà con đâu dám nó gầy.
con thì đó giờ đâu có giúp được nó gì đâu mà gầy nó đâu nghe. Với lại hồi xưa á, lúc hồi xưa thì con lúc chưa ai biết nó đó thì con giúp nó bằng tiền của con thì đâu có nhiều, mấy trăm ngàn à. Tại hồi xưa nó khổ á, rồi từ hồi mà có nhiều người giúp Thanh với Dũng thì con đâu có giúp nữa, tại vì con không có quỹ nhiều thì để dành có anh em giúp thì con phải để cái phần của con để con giúp mấy hoàn cảnh khổ khác chứ nhóc người giúp rồi vô đó giúp chi nữa, nó thừa lắm. Thì con mới không có giúp nữa mà là đi theo anh em hỗ trợ quay này kia rồi giúp đỉnh vậy thôi. Mà hả, không giúp thì đâu có tiếng nói, nói nó đâu có nghe. Với lại không có giúp gì nó la nó cũng kỳ. La cũng không có nghe đâu la. Người ta cũng bình luận, người ta cứ kêu con gầy nó hoài mà sao gầy không có được. Đâu có nghe đâu gầy. Vậy lại giận luôn rồi đó hả? Dạ, thằng Thanh xuống đây nào mà nói chú? Thanh chú bữa tính á, tính lãng mà. Bữa nào chú? Có Chiến lãng với con mà. Bữa anh Chiến ghé hả? Chiến dẫn nó ghé đây hay gì? Chiến chở. Chiến chở xuống đây ha. Để kể vậy hả? Chiến chở xuống đây làm gì chú? Là dẫn xuống ghé đằng con hả? Chú đây ghé đây rồi, hỏi thăm chú rồi dẫn luôn. Trời, vậy thì ghé con làm gì, đâu có ghé. Không ghé. Ủa sao tính ghé con là sao ta? Ta lại tiếng nhà tính cho biết. Tiếng nhà tính cho biết hả? Rồi Chiến nói hay là Thanh nói? Chiến nói. Vậy hả? Con không có thấy ghé. À, ở giờ chưa biết nhà. Chỉ đó thấy chở không? Dạ. Hôm nãy cái bữa Chiến chở xuống dưới tiền đó. Rồi vậy, chở con thấy có cái clip xuống bé tiền. Rồi vậy, vậy chắc chạy vô luôn á, chắc nhiều khi nghe nhà con thấy con đóng cửa vậy. Tại nhà con đóng cửa xuống rồi. À. Dạ. Con đem đồ ăn lại cho chú nè. À, bữa nay canh chua cá điêu hồng với cá kho điêu hồng. Dạ, để lát con sớt ra cho. Không, là không ghé đây, Thanh tới luôn, nó ghé buồn. Thanh ghé chú buồn hả? Nhớ không hả chú? Nhớ chứ, trời vắng, chú vắng nó bữa là không là không thấy nó là buồn hả đó. Dạ. Đó, không có vắng bữa thì kiếm hả? Rồi, khổ quá hả? Giờ không xuống nhớ. Mà xuống thì lu bu này kia nọ hả? Thì nó xuống thăm chú thì xuống chứ phải xuống thăm cha rồi chứ. Anh xuống rồi, đúng không nói rồi mà Hải Dũng nó không thấy nó không cho đi thì không như không. Dạ. Ồ, con Dũng giận nó không cho đi ha. Ờ, với lại Dũng thường thường chở đi rồi không có chở thì sao, có khi nào đi bộ xuống chú không? Có. Anh đồ khổ quá, làm chú nhớ nó thì sao? Chứ nói Duyên Khà nói thành phố Hạng Kha đó. Dạ. Đi xuống đây là Thảo Kiến Thanh cho tiền rồi đó. Dạ. Ta nhỏ nó bị xe đó, bị thông xe đụng chết. Ô ghê hả? Ai nói ghê hả? Chiến quả hồn điện cho Khai. Không có, nói là mối điện hồn thì nói tiền. Ờ, Chiến nói là ai điện cho Chiến nói vậy hả? Trời ơi, quý Dũng cho ai. Dũng nói hả? Ờ, Dũng điện đó chứ anh. Nó là để anh mang của cô đó, nó kêu đừng điện nó nữa, nó mất rồi. Tôi đang là nó tan đó nè. Tôi. Ờ, Dũng có nghĩa là Dũng điện cho người đó hoài. Người gặp nghe má người đó, người má người đó nói vậy. Ờ, má người đó nó đừng điện nó nữa. Chuyện ơi, vậy chắc nó điện dữ lắm hay gì, người ta mới nói vậy, đặng cho không điện nữa chứ gì. Ờ, ta nói kỳ chứ. Ờ. Tại vì Dũng với Thanh cũng hay điện cho người đó lắm. Nếu mà nói vậy thì con cũng thể đón ra được người nào á. Là nó bạn của Khao phải không? À, nhỏ gái xuống cho rộn lạnh đó. Dạ, dạ, biết rồi, nói vậy biết rồi. Chàng ơi, nói tới vậy luôn đó. Ờ, cô nói gì? Má, Chiến nói, má có bố nhỏ đó nói là con nhận điện tên nó nữa. Nó chết rồi, nó bị xe đụng chết rồi. Ôi, trời ơi. Ôi, ghê nghe nói vậy. Nó khoảng hộp đó, mấy người trước cũng nghe xe thủng đó, đồng thương đó. Dạ. Khoảng hộp có điện qua Khang. Dạ. Khang nói trời ơi, ai nói mới hộp nói chuyện tôi rồi. Ồ,
Rồi vậy là tình hình là hai đứa này nó điện hoài cái người này chở ta chịu hết nổi ta nói gì gì? Dũng nó thì nói chứ không phải ta nói. Dạ thì Dũng. Ta xuống đây cự rằng là nữa mày Dũng nó chút cái tôi nè. Thanh sợ la nó nói gì hả? Ôi rồi căng quá vậy ta. Không biết có gì thiệt không ta? Có vậy người ta trên kia ta có nói gì thiệt không? Chắc có Dũng mới nói chứ. Mà nếu có là do người ta không muốn nó điện nữa ta nói vậy chứ gì? Nó kỳ nói quá trời luôn. Ừ. Tại vì là mẹ người đó mà. Ừ, là má người đó nó, má người đó nó, mẹ nó nói con đừng điện cho nó nữa. Nó qua rồi đó mà không tan nè. Ồ, gặp cơ. Như vậy là cái nếu mà có câu chuyện này có xảy ra có nghĩa là người ta điện giết người ta chịu hết nổi. Ta nói vậy. Quá rồi. Tại Dũng với Thanh cũng hay điện lên đó thường lắm. Thì hôm qua Dũng Thanh cự này nói không có điện ngoài điện chở nó nói gầy Thanh kêu chứ gầy Thanh gầy Dũng thì Thanh nó con có ăn Dũng nữa ăn. Thanh sợ bị la nó nói vậy không? Dạ tội nghiệp đấy không? Thôi chuyện này nghe hết hồn ha. Đâu ai cho ai bát ở đâu cho xưa lâu rồi mà cho nó em bán mấy người thì hôm qua hỏi ai nè. Có hồi xưa ở bên Canada có cho cái iPad mà không có. Có, iPad có rồi, thành phố nhỏ nó cho đó. Thành phố mới cho nó hả? Nó cho bán rồi. Gần đây con không biết, con không nghe nữa. Nghe tiếng nó không phải. Có hồi lúc trước có cái iPad kia con biết, lúc cái iPad kia con về con cài đặt cho nó mà. Nghe Phương nói. Phương đó hỏi Phương nói tôi không biết tối ngày bệnh thì tôi không biết tới. Dạ. Sớt đồ ăn cho chú. Cái nồi canh này nhiều sớt vô nồi ha. Ờ, đúng rồi. Cá kho sớt vô. Sớt vô chảo này đi. Ở cái nồi này đi ha. Cái nồi này chứ tại vì còn nè. Rớt ngang cái đó rửa chút rửa đó. Vậy rửa thì con xếp vô cái tô đi. Rồi chừng nào chú rửa này cái chú bỏ chú hâm lại bằng cái nồi này luôn. Rồi có giờ bữa nay nhớ cái miếng cái này sáng vợ con nhé. Nó lấy con kêu lấy bỏ vô luôn đi con thơ quên. Cái nó miếng rửa nè. Là bên đây nó có một cái phần nhám. Cái phần nhám này thì chú rửa vụ là mấy cái nồi này. Còn cái phần mút này là chú rửa mấy cái chảo chống dính. Bên trong còn chảo chống dính nó, nếu mà rửa bằng này nó mau hư lắm. Dạ. Dưới rửa mấy cái tô bằng pica đó thì rửa bằng cái mút này nè, cái lâu hư. Để đây. Cơm này chú bắt lâu chưa? Lâu rồi, để được con bắt. Chín rồi. Chín rồi, để rút điện ra luôn cho ha. Này chú lâu rồi phải không? Dạ, lâu rồi. Dạ. Cứ ăn luôn. Ăn luôn ha. Ăn luôn vậy con dọn ăn luôn cho ngồi đi. Thôi để chúng con ăn. Dạ. Cũng có nhiều người thương chú nói bữa nào mấy anh em ngồi ăn với chú bữa cơm cho nó ấm cúng. À. Mà con nói với dịch này đâu có ngồi chung ăn được. Để hết dịch đi. Rồi giờ chú ăn đi ha con về ha. Dạ dạ. Rồi anh chào chú. Ủa mấy cái ống này là chú mua hồi nào sao con nhớ con không thấy đó mà. Đó, ông có tạo dục của chú Lịnh vậy. Ồ, ai dục? Ông mới chát mà dục. Ờ, dục ngồi rồi, chú Lịnh. Dục ngoài đường hả? Ồ, vậy có chừng tao làm gớt đó chứ không phải dục đâu. Chú mới mà. Dạ? Mới tao bỏ chứ. Bỏ hả? Ông còn mới bỏ uổng dữ vậy? Nó lũng quá rồi, giống mặt quay. Ờ, lũng ha. Lũng là chú cắt lại đoạn nào không lũng chú xài ha. Ờ. Dạ. Rồi con về chú ơi. Rồi chú ăn ngon miệng ha. À, mấy cái con khô này chú ăn cho hết đi rồi con hãy đem khô kia lại. Tại vì sợ con cá là chú ở đây chú không có bảo quản được tủ lạnh á, rồi nó hư. Rồi để chú ăn hết mấy này đi, có mấy kia con giữ trong tủ lạnh thì nó không sao. Dạ. Con về chú ơi. À, tính cũng xin phép kính chào toàn thể quý vị luôn. Xin khép lại video tại đây. À, chúc quý vị được nhiều sức khỏe.